thì đó là Phước. Ngay sau khi tiếng còi cất lên thì nhịp độ của trận đấu diễn ra rất nhanh và tỷ số 1-0. Một cú đá từ xa dành cho cao thủ của team A mở tỷ số khá tốt. Đó tình huống ra chân của cầu thủ Martial số 81 Hoàng Đức. Trận đấu bóng này được phát ở trên. Số lượng những con người mang đến ở trong trận đấu này rõ ràng là sẽ cần phải có những sự tăng cường tiếp theo. Và như vậy là tỷ số đã lên là 2-0 dành cho cao thủ của team A. Đó là một pha sửa bóng rất nhanh đến từ cầu thủ Martial số 10. Đó là Đam Lê. Tỷ số đợt này lên là 2-0 dành cho cao thủ anh em Quy 8 team A. Trần Phước là người lấy bóng trong tình huống vừa rồi nhưng không dễ dàng để có thể thoát phát sinh. Những tình huống sẽ bóng bằng ngầm dày khá tốt của Hoàng Đức và sau đó là Nã Đại Bác ở cánh phải. Một trong những chân sút đang thi đấu rất nổi bật và biết tạo ra điểm riêng cho dấu ấn của mình. Tỷ số này là 3-0. Trước khi tung ra cú dứt điểm dành cho cầu thủ Martial thuộc số 81 thì anh có những pha rê bóng bằng ngầm dày cực kỳ nhuyễn ở đường biên phải trước khi thực hiện một động tác qua người. Đường rút ngắn hay là bàn thắng đầu tiên trong trận đấu này. Pha lọt khe, một trong những tình huống dâng cao đầu tiên của Hoàng Linh. Tỷ số được rút ngắn còn 1-3. Pha ghi bàn đầu tiên của cao thủ team B đến từ một vị trí phi sô. Tình huống chạm bóng rất nhạy cảm và thủ thành Tony Tèo đã bị đánh bại. Tuấn Anh rất nguy hiểm. Bởi vì là bóng đá vào lưới và tỷ số được rút ngắn 2-3 dành cho các cầu thủ team B. Đó là cầu thủ Martial số 19 Quốc Đông ghi bàn để rút ngắn khoảng cách. Cú đá là quá khó dành cho Tony Tèo khi anh đã để bóng bật ra sau. Đó lại quả là một cú đá thành công nữa và như vậy là tỷ số được tiếp tục được rút ngắn. Người ghi bàn đó là cầu thủ Martial số 20 Phước ở cánh trái cho các cầu thủ của team B. Hoàng Đức pha đá bài khá tốt dành cho cao thủ team A. Hat-trick đã được thiết lập rồi và đó là pha phối hợp của Hoàng Đức cùng với số 10 Đam Lê. Hat-trick dành cho số 10 Đam Lê để tỷ số lên là 5-3. Vẫn còn Bạc Cường, Hoàng Đức, cú đá đại bác và tỷ số cũng được nâng lên là 6-3. Với Hoàng Đức thì những pha bóng ở cánh phải là khó chống đỡ cho các cầu thủ team B. Mà có lẽ giải pháp trong những phần còn lại là phải ập vào ngay nếu như Hoàng Đức có cơ hội ở cánh này. Đây không phải là đầu tiên mà trạng thái ghi bàn của Hoàng Đức với tình huống. Cú đá tốt. Tỷ số đã được rút ngắn dành cho các cầu thủ team B và đó là pha làm bàn thứ hai của Quốc Đông. Bàn thắng thứ 10 của trận đấu này cho tổng tỷ số của Sky của hai đội. Rất nguy hiểm. Một pha tấn công khá đơn giản mà thôi. Đưa bóng lên từ phần sân nhà dành cho thủ thành Tony Tèo. Bỏ thủ ở phía trên đó là Nam Lê. Chỉ cần 2 nhịp. Tỷ số đã được nâng lên là 7-4 cho các cầu thủ của anh em Q8 Laser A. Thậm chí là Nam Lê cũng không. Pha bớt bóng tai hại và phải nhận bàn thua thứ 8 của Gato TV. Pha bóng rất nhạy của Hoàng Đức và tỷ số tiếp tục được nới rộng lên thành 8-4. Cho cao thủ team A. À.
tạm dẫn là 8-4 dành cho cao thủ anh em Q8 Laser A, với rất nhiều những pha lập công và sau đó có những hat-trick. Tuy nhiên thì team B vừa rút ngắn khoảng cách. Bàn thắng đầu tiên ở trong hiệp đấu thứ hai. Cầu thủ bàn chéo số 20 Phước là người ghi bàn thắng thứ 5 dành cho cao thủ team B. Mở đầu trong hiệp đấu thứ hai này. Trường Phước có thể dứt điểm. Bàn thắng rút ngắn còn 6-8 dành cho các cầu thủ của team B. Chéo số 20 mới vào sân ở trong hiệp đấu thứ hai dành cho team B của Q8 Laser. Bây giờ thì khoảng cách của họ vẫn còn 2-3 tháng nữa. Tuy nhiên cả 2-3 tháng ở trong hiệp đấu thứ hai đều được ghi do công. Có thể dứt điểm. Có thể dứt điểm. Đây rồi. Tỷ số rút ngắn còn 7-8. Gần tiệm gần với việc sang bàn tỷ số rồi. Phải đó là một vị trí mà các cầu thủ của team B đã có sự xoay chuyển hợp lý trong hiệp đấu này. Một người anh ghi 2-3 thắng liên tiếp và những bàn thắng rất quan trọng và đó dành cho các cầu thủ team B. Hoàng Linh. Và cũng có thể nói đây là tình huống dành cho Hoàng Linh. Tỷ số đã được cân bằng 8-8. Một cú đá mà anh ấy đã tưởng rằng bóng đi về sau cầu môn. Tỷ số tiến thì khiến cho lưới của Tony Dell bị rút lên. Đó mới chỉ là bàn thắng thứ hai của Hoàng Linh trận đấu ngày hôm nay thôi. Nhưng đây là pha bóng mà anh đã ghi bàn ở trạng thái rất quan trọng, đưa trận đấu về vạch xuất phát. Cú đông vẫn còn. Đấy rồi, chính thức vượt lên dành cho team B. Pha bóng của Quốc Đông sau khi anh vừa được giải phóng khỏi vị trí gác đền. Và kiến tạo dành cho đội Machia số 20 ghi hat-trick ở trong hiệp đấu này. Tony Dell đã băng ra để chờ bóng một chút rồi, chậm nửa nhịp thôi nhưng anh đã gặp tất thế trong pha bóng này. Rất nguy hiểm, khoảng trống. Tỷ số được sang bằng là 9-9 dành cho cao thủ team B. Người ghi bàn đó là cầu thủ Machia số 97. Đom đóm G97. Quả trống ở phía sau là rất trống trải. Trong một nỗ lực mà các cầu thủ bên phía team B đã bị lục. Cuối đông. Vẫn bóng nữa rồi. Và lần này có thể tránh khỏi một bàn thua dành cho cao thủ team B khi mà họ đã mãi về sân cao. Người ghi bàn đó là cầu thủ Machia số 81 Hoàng Đức. Bàn thắng vừa rồi giúp cho trận đấu của team B tròn trục tỷ số và vượt lên là 19. Tuy là vị trí bằng hừng đã sang rất nhanh, chắc chắn lại vào phản công nhanh nữa. Xem ra thì đấu đá phản công nhanh của cao thủ team A đang tạo ra độ nguy hiểm rất cao. Và đây là bàn thắng thứ 11 dành cho. Tình huống triển khai tấn công nhanh, chuyển trạng thái phòng ngự sang phản công rất nhanh. Mười một chín và như vậy là các thủ của anh em Q8 Laser A lại tiếp tục lập lại trật tự trong trận đấu này tại thành phố Hồ Chí Minh. Và như vậy đó là pha xử lý tốt dành cho cầu thủ Ma Chéo số 19 Quốc Đông. Bàn thắng thứ 10 của các cầu thủ team B. Nó xuất phát từ một quả đá biên cánh trái phối hợp rất hay, di chuyển và không có ai kèm cặp Quốc Đông vào bóng vừa rồi. Bàn cơ. Bàn thắng thứ 12. Nhưng pha bật nhà rất tuyệt vời, chúng ta đã không thấy được các cầu thủ áo trắng ở phần sân nhà. Hoàng Đức là người đang ghi bàn thắng rất nhiều những bàn thắng và đây chính là một trong những chân sút xuất sắc ở trận đấu này. Anh đang là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất.
Vẫn còn Hoàng Linh 3-2. Tình huống rút ngắn tỷ số còn 11-12. Và tiếp tục là Hoàng Linh lên tiếng. Nếu như bên phía các cầu thủ của team A có Hoàng Đức, có Bằng Cường thì bên phía team B có Hoàng Linh. Cầu thủ đá tiến đấu trận ở lúc này. Pha rất gấp và bóng găm thẳng vào lưới đối phương. Rồi bóng tiến hai và Hoàng Đức tiếp tục là người ghi bàn. Rất khó để chấm được với tình huống này. Với khả năng của các thủ hòa team A, đặc biệt là Hoàng Đức ra sân trong một trận đấu chống trải. Sự nhịp nhàng trong đó là một cú đá thẳng, tuy nhiên đó cũng là pha bóng đáng chú ý còn lại ở trong trận đấu ngày hôm nay, khi mà trọng tài đã thổi còi để khép lại diễn biến hiệp đấu thứ hai và trận đấu của các cầu thủ anh em Q8 Laser đội bộ ở trong ngày hôm nay. Chúng ta trước khi dừng lại xem lại tình huống bóng chạm cột, pha bóng cuối cùng của Hoàng Đức trong trận đấu này. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta sẽ gặp lại nhau vào ngày mai. Còn bây giờ tôi là Anh Yên và anh em ekip truyền thông Ruby là bóng đá thế này, chào tạm biệt.